Và các bạn cũng nên nhớ là cái đợt đi xuống giá này đó thì xuống dưới cái mức thấp nhất cũng chỉ là 43.000 đô mà thôi chứ chưa xuống dưới là 42.000 đô khi mà các bạn nhìn vào tình hình hiện bây giờ. Thì cái mức thấp nhất trong đợt điều chỉnh này đó các bạn thấy là lúc mà điều chỉnh xuống 26% từ mức cao là các bạn thấy là 58.000 thì mức thấp nhất là khoảng chừng 43.000 mà thôi xuống 26,5% đây là cái tình hình hiện bây giờ mà các bạn thấy được là bây giờ thì chúng ta vẫn thấy nhiều động tĩnh đến từ cái việc thu mua cái số lượng lớn Bitcoin và đây là cái tài liệu được chia sẻ ở blog post thì các bạn thấy được là dựa theo Viewbase thì đã có 11.985 Bitcoin có nghĩa là đáng giá khoảng 562 triệu đô la đã rời khỏi sàn Coinbase Pro trong vòng 24 giờ qua và các bạn nhìn rất rõ ràng là trong vòng ngày qua thì chúng ta có sự so sánh giữa các sàn như là Coinbase, Binance, Huobi, Bitfinex, Kraken OKX, Bitflyer, Bitrex, Coincheck, Gate.io, Bitstamp, Poloniex và BTC.top thì rất là rõ ràng và điều được cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn nhiều đến nỗi mà các bạn thấy là không thể so sánh được với những cái sàn khác đó chính là trừ 11.985 BTC đã rời khỏi sàn Coinbase trong vòng chỉ một ngày qua mà thôi các bạn có thấy được là giá cả đi xuống nhiều bạn lo sợ nhưng mà trên căn bản các bạn thấy được là những người mà thu mua số lượng lớn đó họ hoàn toàn tiếp tục thu mua ở những mức giá này và các bạn thấy được đó, nếu như mà 3 tới 4 tuần sau thì có thông tin các công ty nào thu mua Bitcoin trong đợt điều chỉnh này thường sẽ không lấy làm bất ngờ. Và các bạn thấy là chưa gì hết thì ngày hôm nay chúng ta nghe nói công ty MicroStrategy lại tiếp tục tiếp tục thu mua nữa. Michael Taylor thông báo là công ty chỉ đã nạp đơn và đã thu mua tổng cộng là 205 Bitcoin ở cái mức là khoảng chừng là 10 triệu đô la tổng cộng và cái mức giá trung bình họ thu mua là 48.888 có nghĩa là cái mức 48.800 họ vẫn thu mua và thu mua với số lượng lớn các bạn thấy được là cái giá trung bình mà họ thu mua đó so tới ngày hôm qua đó họ thu mua tổng cộng là 91 mươi con và cái sự trung bình giá của họ là họ trung bình giá là khoảng chừng 24.119 không mà thôi đây là cái sự lợi hại của trung bình giá khi mà họ trung bình giá thì giá trung bình của họ từ năm ngoái hồi tháng 8 tới bây giờ là 24 chín. 119. Các bạn thấy là Michael Saylor hoàn toàn không có sợ về cái vấn đề là giá Bitcoin đi xuống mặc dù là các bạn thấy là trong thì gần đây đó thì có uh, nhiều cổ phiếu mà lưu trữ Bitcoin như là các bạn thấy là Michael Strategy cũng như là Tesla cổ phiếu đã đi xuống mặc dù là họ lưu trữ Bitcoin nhưng mà điều này cũng dễ hiểu tại vì chúng ta thấy được chúng ta đang đối đầu với một cái sự kiện mà ảnh hưởng chung đối với thị trường tài chính chứ không chỉ riêng là thị trường crypto này cho nên việc là cổ phiếu đi xuống thì có thể hay là cũng không thể liên quan tới Bitcoin nói riêng. Và chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi tình hình này xem coi là chúng ta có thêm những thông tin nào. Và các bạn thấy được là một trong những điều mà thằng cảm thấy thú vị hơn đó chính là tài liệu được chia sẻ bởi Mike McClone. Thì Mike McClone chia sẻ đó là chúng ta thấy được là trong tình hình bây giờ thì thường cho các bạn thấy đây, tài liệu mới nhất uh, liên quan tới uh, TraceScale. Thì các bạn sẽ thấy được đó là công ty RayScale này đó là một công ty các bạn cũng đã biết là thu mua Bitcoin cũng như là nhận nạp Bitcoin sau đó là bán cổ phần. Thì chúng ta thấy được đó là cái sự lợi nhuận khi mà đưa Bitcoin cho công ty RayScale và bán cổ phần đó thì các bạn thấy được để bây giờ đang nằm trong cái dùng là uh, dùng âm, âm 11. 92% Thì các bạn thấy được là đây là một điều mà nhiều người cho là không tốt đối với giá cả của Bitcoin Tại vì một trong những cái lực mua là đến từ công ty Rayscale là một lực mua rất là lớn Khiến cho các bạn thấy được công ty scale là một là họ tự thu mua Bitcoin sau đó bán cổ phần trên thị trường chứng khoán Hai là họ nhận những đồng Bitcoin đến từ những người khác để mà họ cho người đó chứng khoán để cho người đó bán trên thị trường và cái bạn thấy được là người ta làm như vậy tại vì sao tại vì có lợi nhuận rất là tốt các bạn thấy là vừa đưa uh, cho Rayscale Bitcoin thì đã thể bán chứng khoán với cái lợi nhuận các bạn thấy được là chúng ta trở lại cái thời điểm ra tháng 1 giữa tháng 1 thì lợi nhuận lên tới là 24 có nghĩa là hầu như là các bạn không có bất cứ uh, một cái rủi ro nào chỉ cần là đi thu mua Bitcoin đưa cho Rayscale thì có cái lợi nhuận này và các bạn thấy được là điều này là một trong những cái lực mua rất lớn khiến cho nhiều người thu mua Bitcoin đưa cho công ty Rayscale trong cái thời điểm nhiều tháng qua nhưng mà bây giờ thì đã ngược lại bây giờ chúng ta đã đi vào cái dùng âm và một phần là tại vì giá bitcoin đi xuống thì đây là một điều mà nhiều người cho là không tốt tại vì chúng ta muốn thấy cái đường màu cam này trở lên cái dùng dương để cho khiến cho à, giá cả tiếp tục được tăng trưởng tại vì sẽ có nhiều người đi thu bitcoin hơn nhưng mà Mike McClone thì lại nói là nhìn vào tình hình đi Có thể là đó là sự thật nhưng mà nhìn vào tình hình Đã xảy ra hồi năm ngoái đi Thì mỗi lần mà cái phần trăm của scale đi vào dùng âm đó Thì sau đó giá cả lại tăng lên Mỗi lần mà cái phần trăm này đi, đi dùng âm Thì giá cả Bitcoin lại tăng lên Đó là sự kiện chúng ta chứng kiến hồi tháng 3 năm ngoái Cho nên các bạn thấy được là cái sự kiện này xảy ra đó thì Michael Cohen nghĩ là không những là không xấu mà dựa theo lịch sử thì chúng ta có thể thấy là Bitcoin có thể là tiếp tục để mà có sự tăng trưởng mạnh hơn nữa và 100 ngàn sẽ trong tầm tay. Đây là điều mà Michael đã chia sẻ nhưng mà Michael Cohen lại không có chia sẻ rõ ràng là cái đi là một cái sự tương quan nhưng mà có phải là cái sự tương quan này có phải là sẽ dẫn đến cái sự tăng trưởng như là tháng 3 của năm ngoái hay không? Chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số những cái tài liệu khác mà nhiều bạn hỏi thuận Tài liệu này là cái tài liệu uh, liên quan tới là nhiều bạn hỏi thường là Grayscale có tiếp tục thu mua Bitcoin hay là không Thì các bạn thấy đi đây là cái tài liệu là Bitcoin trên Grayscale Thì họ đương nhiên vẫn chưa bán Bitcoin nào Nhưng mà về cái sự tăng trưởng thì các bạn thấy được là từ Cuối tháng 1 cho tới, tới bây giờ đó thì họ không có thu mua gì Bitcoin Các bạn thấy được là không có sự tăng trưởng Có nghĩa là trong cái thời gian ít ra là từ cái thời điểm là Lần cuối cùng các bạn thấy là có sự tăng trưởng của đường màu đỏ này đó là ngày 24 tây tháng 1 thì cho tới ngày hôm nay các bạn thấy được là khoảng chừng là 10 ngày qua thì vẫn không thấy đồng tĩnh của Grayscale ở thời điểm hiện bây giờ một trong những điều mà tôi chia sẻ là nếu như mà chúng ta thực sự có Bitcoin ETF thì cái sản phẩm Grayscale Bitcoin này có thể là sẽ không có còn hoạt động nhiều nữa tại vì không lý do nào mà những thứ cho đầu tư không tự đi thu mua Bitcoin ETF mà lại đi thu mua cổ phần Grayscale trong khi là ETF thì có sự bảo vệ pháp lý tốt hơn ETH như thế nào? Thì bạn được Ethereum đó lần cuối cùng, công ty Rayscale mua thêm đó là cái thời điểm là khoảng chừng ngày 17 tây tháng 2, cũng mới đây mà thôi, có nghĩa là các bạn thấy được là cái thời điểm 17 tháng 2 cho đến ngày 5 tháng 3, thì cái thời điểm này là cũng khoảng 3 tuần, thật ra hồi nãy thường nói là các bạn thấy là ngày 21 tây tháng 1 22 tháng 1 đến bây giờ thì không phải là trong vòng 10 ngày mà các bạn thấy đã hơn một tháng mấy qua uh, về Bitcoin nhưng mà tuy thì họ đã thu mua lần gần đây nhất là giữa tháng 2 cho nên trong thời điểm là khoảng chừng là 3 tuần qua thì họ không có thu mua thêm về chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi động tĩnh của công ty Rayscale và tôi nghĩ là tuần sau hay tuần tới mà nếu như chúng ta nghe nói là Rayscale đã thu mua bao nhiêu tuy bao nhiêu Bitcoin thì cũng không gì gọi là làm lạ đối với Thuận tại vì khi mà họ thu mua là lúc mà mọi người chán nản nhất các bạn bán thì họ sẽ mua chúng ta nhìn vào một bảng xếp hạng mà đã rất lâu rất lâu chúng ta không nhìn vào là bảng xếp hạng liên quan đến là Trung Quốc nghĩ gì về công nghệ blockchain và những đồng nào xếp hạng à, đo sói về Trung Quốc đó, thì xếp hạng như thế nào thì các bạn thấy đây là cái bài thuyết được chia sẻ bởi Justin Sun thì đương nhiên tại vì có đồng tròn cho nên Justin Sun mới chia sẻ thì cái bài viết này cho chúng ta thấy được đó là như bạn có đã nhớ là Trung Quốc thì có một bảng xếp hạng xếp hạng nên là dựa theo là ba yếu tố yếu tố thứ nhất đó là công nghệ thứ nhì nữa là ứng dụng thực tiễn và thứ ba nữa là sáng à, sáng chế như thế nào cái mức sáng tạo như thế nào thì các bạn thấy được là dựa theo ba cái mục này đó thì Trung Quốc đưa ra một bảng xếp hạng của những cái đồng và bây giờ đứng đầu dựa theo Trung Quốc đó là EOS với cái số điểm tổng số điểm là 146 điểm và Ethereum đứng thứ nhì là 140 điểm và đồng Tron đứng thứ ba 135 điểm kế đó là IOST à, Cái kế đó là NEO kế đó là Tezos và một số những đồng khác thì các bạn thấy được là đương nhiên đây là bản xếp hạng được chia sẻ bởi Justin Sun tại vì đồng tròn tới hạng thứ ba cho bảng xếp hạng này nhưng mà thật ra mà nói là những cái bản xếp hạng này bây giờ không còn ai quan tâm đến nữa năm 2018 rất nhiều người quan tâm đến là Trung Quốc nghĩ gì về blockchain về crypto tại vì các bạn à, đã cũng đang nhớ là năm 2017 đó thì thị trường Trung Quốc là thị trường crypto lớn nhất có thể nói là nhiều giao dịch ở Trung Quốc nhất và sau đó khi mà chúng ta thấy là cái luật liên quan tới là Trung Quốc cấm sàn giao dịch hoạt động, uh, cấm ICO và bắt đầu đàn áp thị trường này thì đã khiến cho Trung Quốc đã không còn là một trong những cái quốc gia mà phát triển mạnh về lĩnh vực crypto nữa và chúng ta cũng đã nhớ là sau đó thì là Hàn Quốc nhưng mà Hàn Quốc cũng đưa ra những cái luật mà không được tốt liên quan đến crypto này cho nên dẫn đến tình hình bây giờ thì các bạn thấy là vẫn là Hoa Kỳ là một trong những nước phát triển rất mạnh và về cái lĩnh vực liên quan tới blockchain và crypto thì sau này các bạn thấy cũng có một cái bảng xếp hạng uh, các bạn cũng đã nhớ là bởi một cái công ty À, đó chính là cái công ty xếp hạng chứng khoán Wise Rating. và Wise Rating thì thực ra mà nói bây giờ cũng ít ai quan tâm đến trên căn bản thì thường chỉ chia sẻ với các bạn thì đây là một trong những điều mà được nhiều người nói tới nhưng mà trên căn bản bạn xếp hạng này cũng không có ý nghĩa gì các bạn thấy được là những con số này cũng không có ý nghĩa tại sao US lại có thể đứng đầu mà các bạn thấy được là Ethereum đến hàng thứ nhì và đồng cho ra hàng thứ ba trong khi các bạn thấy là đi xuống hàng thứ năm là lại là Neo và kế đó là Tezo các bạn thấy được là những đồng khác thì như thế nào các bạn thấy là họ không có uh, Nón tới những cái đồng như là Binance, Smart Chain vân vân và đương nhiên các bạn thấy là đồng Cardano xếp hạng tốt ở phía dưới bên này thì uh, các bạn cứ nghĩ đi bạn xếp hạng này các bạn có cái ý nghĩ như thế nào hãy comment ở bên dưới video và đây là những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và ở cái phần cuối của video này tôi muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số những thông tin chi tiết hơn về những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một thùng capital. Trong đó chúng ta có những cái ưu đãi như là các bạn có thể đăng ký được những bonus cũng như được giảm cái phần trăm phí giao dịch. Các bạn thấy là một trong những sàn rất nổi tiếng đó chính là sàn Binance.com hay còn gọi là Binance Quốc tế. Đây là cái sàn Binance mà đã có từ năm 2017. Và các bạn thấy là đây là một cái sàn mà chúng ta có thể nhận được 20% phí giao dịch spot giảm hay là 10% phí giao dịch future giảm khi mà các bạn thông qua link của Thuận Capital Các bạn có thể bấm vào một trong hai link này Link màu xanh dương hay là link màu vàng Thì các bạn bấm vào các bạn sẽ thấy được là chúng ta thấy là kickback rate là 20% Nghĩa là các bạn sẽ được trả lại 20% khi mà giao dịch ở trên sàn Binance thông qua link của Thuận Capital thì các bạn có thể là bấm vào một trong hai link các bạn đều có thể được hưởng cả hai 20% phí giao dịch spot được giảm và 10% phí giao dịch future sẽ được giảm và nhiều bạn hỏi thường là giao dịch spot giao dịch gì giao dịch spot là một cái giao dịch thông thường sàn binance các bạn thấy được đây là một cái sàn mà hiện bây giờ không có hỗ trợ us trader nếu như các bạn là một người ở hoa kỳ thì các bạn cần phải sử dụng sàn binance us bên dưới này cũng có link đăng ký các bạn bấm vào còn về một sàn mà có hỗ trợ us trader hiện tại đó chính là sàn EMT. Đây là một cái sàn margin có chế độ copy trade như là các bạn có thể copy lại những cái trader khác và hiện bây giờ cũng có những cái ưu đãi độc quyền đến từ EMT như là các bạn có thể là nhận được bonus cho đến cái ngày là 26 tháng 2 bonus có thể lên tới là hơn 400 đồng USDT tùy theo là các bạn nạp vào bao nhiêu tiền vào sàn Deadmitry này những chi tiết sẽ nằm bên dưới và đương nhiên các bạn tham gia bất cứ một cái dịch vụ nào ở trên danh sách này các bạn đều phải bấm vào cái link màu xanh lá cây đây là cái link để các bạn có thể điền đơn vào nhóm nhân hỗ trợ đội cap cáp sẽ hỗ trợ các bạn về những cái thắc mắc liên quan đến sử dụng những cái dịch vụ này và các bạn thấy được là chúng ta có thể tham gia vào sàn margin nổi tiếng sàn trên buy bit thì bây giờ thì các bạn tham gia thì cái phí giao dịch tháng đầu sẽ được giảm 10% sàn Coinbase một sàn mà hiện bây giờ đã đang hỗ trợ Hoa Kỳ, Anh Úc và 27 quốc gia thì bây giờ thì sàn Coinbase vẫn chưa có hỗ trợ Việt Nam đây là một cái sàn mà tôi nghĩ là ai cũng đã biết rồi các bạn có thể là tham gia thông qua liên thuận capital khi mà các bạn mua 100 đô crypto đầu tiên các bạn sẽ được tặng 10% sau khi mà đã thành công 100 đô đầu tiên sang Prime XP Team thì bây giờ có bonus 5% khi mình nạp tiền các bạn có thể là nhập cái mã thuận C để nhận được bonus này các bạn có thể bấm vào xem chi tiết để tìm hiểu thêm hay là các bạn có thể tham gia vào ứng dụng BlockFi đây là một cái ứng dụng lending có lại các bạn có thể là gửi đồng Ethereum, Litecoin, Bitcoin và một số đồng khác vào trong cái ứng dụng BlockFi này và có thể nhận lại hàng tháng và bây giờ có cái bonus lên tới 250 đô khi mà các bạn gửi tiền vào BlockFi tùy theo các bạn gửi là bao nhiêu bấm vào xem chi tiết đây là một cái ứng dụng mà thường đã xài rất là lâu rồi và đương nhiên crypto khoan đây là cái ứng dụng mà hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on chain mà chúng ta sử dụng hàng ngày nhưng mà nào mà tham gia thông minh của khác Capital thì có thể nhận được 30 đô la credit lần đầu tiên khi mà các bạn nâng cấp tài khoản với nhiều tính năng và bấm vào xem chi tiết để tìm hiểu thêm và đây là những thông tin mà thuận mang đến cho các bạn liên quan đến những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn.